Thanh tra Bộ Y tế vừa cho biết là theo kết quả lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với sản phẩm trà C2 và nước tăng lực dòng đỏ thì phát hiện 3 lô sản phẩm có hàm lượng trì không đạt tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất. Chính vì thế mà Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi với 3 lô sản phẩm này. Sản phẩm có hàm lượng trì không đạt mức cho phép đó là lô trà xanh hương chanh C2 sản xuất ngày 4 tháng 2 năm 2016, hạn sử dụng là ngày 4 tháng 2 năm 2017 với hàm lượng trì là 0,085mg trên lít mức công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05mg trên lít. Lô nước tăng lực hương dâu hiệu dòng đỏ sản xuất, xuất ngày 19 tháng 2 năm 2016, hạn sử dụng ngày 19 tháng 11 năm 2017, có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng trì là 0,053mg trên lít, mức công bố là 0,05mg trên lít. Nước tăng lực hương dâu hiệu dòng đỏ, sản xuất ngày mùng 10 tháng 11 năm 2015, hạn sử dụng là ngày mùng 10 tháng 8 năm 2016. Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng trì là 0,068mg trên lít, trong khi nhà sản xuất công bố nhỏ hơn hoặc bằng 0,05mg trên lít. Cả ba lô nước này đều do công ty URC Hà Nội sản xuất.